Rồi, hôm nay thì cũng không có đề tài gì, mình sẽ làm cái clip đi thăm vườn mai bonsai nhỏ nhỏ của mình cho bạn xem ha. Với vườn mai lớn và mình sẽ giới thiệu luôn bạn luôn cái chậu mà mình đậu lục giác á, đậu miệng đã không thành công. À, đó, đây. Đây là vườn mai của mình. Thì bữa hôm mình có chia sẻ bạn là mình uống cành thì sơ chỉ cho nó đều tàn thôi, chứ tháng này là không nên uống nè. Tháng này uống là phải dây phải cho lỏng nha bạn, này mà thấy dây lỏng không? Tại tháng này những cái cành mình còn phát triển á. Chuyện bạn phải uống dây cho nó lỏng thì nó còn phát triển cành nha, chứ rồi tháng này mà bạn mà uống dây mà nó cứng là nó sẽ làm cái cành mà non nó hư luôn nha. Tại cành non còn lớn nè, bạn thấy không? Mình uống cái cây bạn thấy uống dựng cái đọt lên cho cái đọt nó phát triển mà, nhưng mình thấy uống trong là bạn thấy không? Dây nó rất lỏng đúng không? Còn hở còn cái độ lúc lắc được, mà điều mình phải phá cái đầu lại luôn nè, để nó gì nó lỏng quá nó sẽ chạy ngược ra nha. Phá đầu lại đây thì nói chung nguyên cái vườn mình ở đây thì mình cũng đã uống gần như tương đối hết rồi. Là mình uống những cái cây cây nào mà nó mình cảm thấy nó không đều mình sẽ uống cho nó đều ra ra đều, và gì chỉ dừng cho cái đọt thôi, chứ đúng là tháng tháng năm bạn mới nên uống thôi. Còn như hôm mình không uống là những cái cây này bạn thấy không, thì nó ra không giống ai hết, thì mình phải dựng cái đọt lên cho nó phát triển cái đọt ha, phát triển cái đọt thôi. Thì những cái này mà chỉ uống lỏng lỏng mà thấy nè, đó thấy dây mình quấn thấy chưa, đó thì rất lỏng đúng không. Thì phú giáo mình mà hôm nay mới mưa đó, thì còn bây giờ mình sẽ quay những cái cây không uống cho bạn xem ha. Đây như cây này bạn thấy cây này thì càng ít mình chỉ uống mà thấy không, nó ra thì bạn thấy nó đâu có cái đọt cái gì không nè, mốt sẽ dựng cái đọt này lên làm đọt cho bạn. Cái nào bạn dựng lên lên trên cao nó sẽ phát triển cái đó nha. Đây những cây này nè, cây này mình nói thấy chưa đọt không. Đây, còn cây này mình chưa uống nè, cái này nằm không giống ai hết đó, thì năm em uống nè. Thì cũng mừng là năm nay vàng mai mình nói chung là cũng tạm ổn ha, tạm nhìn mới vô 2 tháng cũng chưa biết được bạn, phải đợi cho cuối năm mới biết được tình hình kết quả ha. Còn ở đây cây mai tàn ngang mình hoành thì chắc khoảng hơn 30 bạn, hơn 30 ạ. Thì nó cũng đã đâm tược đâm chồi đồ cũng đầy đủ rồi. Thì cái này là tầng ngang có thân cao khoảng cỡ chừng chắc phải 2 mét ạ. 2 mét thì cây này mình đã bán cho ông anh ở bên ở dưới chỗ Vũng Tàu bạn, Vũng Tàu ở Long Hải, bán ông anh cây này 3 triệu rồi. Đây cây chậu màu vàng bên bên đây. Mình đã bán cây này và cây bên kia. Nó này là dạng mai dảo bạn, chỉ nói là dạng dảo lá gai nha, dảo lá gai thì mình cũng đã bán cho rồi. Đây mình sẽ kiếm cái lá nào già mình xem cho bạn xem á. Đây bên đây, đây là già, lá già à. Cái gai này là dảo lá gai, này là dạng dảo lá gai lai thôi bạn, lai thôi nha. Đó, đây lá này lá bạn, lá đây theo đường bạn thấy đây theo có gai không, gai rất bén và đồng thời cái lá nó rất cứng như cái dày bạn, nó so với cái mai dảo bình thường mình là sẽ khác nha. Đây mai dảo bình thường mình này nó sẽ khác nè, nó sẽ khác ha, nó không giống. Đây cây này đó bạn, cây này đó, giờ cây này mình bán giá anh giá 2,5 triệu rồi. Đây thì người ta là ở xa, nay mai người ta sẽ qua đây người ta chở, mình sẽ quay tổng thể 2 cây cho bạn xem ha. Đây thì cây này có hoành cũng phải cỡ 30 bạn, tay mình ôm không hết thì coi cũng có 20-30 tàn đẹp. Nói chung cây mấy hai cây này là tàn đều qua bằng cái gì, tàn xung quanh là đều hết, đều dần và dàn hình thông. Cây này cao khoảng cũng 7-8 tàn từ dưới lên trên thì mình đã cắt tỉa hết rồi, vậy đã đều ha. Thấy tàn từ dưới lên trên là nó sẽ đẹp đều ha, hai cây này đẹp. Còn mình cũng thích cho những cái mai mà dạng tàn ngang y vậy nè bạn, tàn ngang y vậy mình cũng sẽ rất thích, rất cảm tình như những cái mai này. Còn những cái cây mà tàn đứng như cây bên đây này, ha, mình sẽ lại quay vào xem luôn. Đây những cây mà tàn nó hơi đứng lên gì nè, nó như cây này thì nó cũng cao bạn, cũng cao với 1m8, 1m9, 1m8 cũng bự lắm, mà cũng là đầy đẹp ha. Hoành thì cũng cỡ 20 mấy, gần 30 mà những cây này là mình không có cầm, mình không có cầm tình như những cây này ha. Mình nói chung là mỗi người mỗi ý thích chơi bạn, có người thích chơi tàn ngang, người thích chơi tàn đứng, còn có người thích chơi tàn tàn mà phải có cái đế đẹp nữa. Đây chỉ cây này cây của mình, cây này mình ở nhà mình chơi cây này, cây này là cây mẫu tử. Đây mình thấy gốc thì cũng có bộ đế đẹp ha, đế mình đã cao lên và bên có cái thân cây cái bên
cái bên đây dính luôn chung mà. Này, bạn đây. Này, cái rải là dính luôn nha bạn, chứ không phải là rải của nó ra ha. Nè, đây. Đó, nó cái rải đây lên bật lên ha. Đó thì đó đây. Thì cây này là cũng chín cánh mà, chín cánh cũng thơm, bông thơm, bông bự, bông bự. Còn đây cây, cũng màu tứ tùm thầm luôn, cây là cao và thấp. Cây này thì cũng không có đẹp gì mấy. Cây này tàn, cái tàn thì nó hơi xấu xí chút xíu. Đó. Cái gốc bự. Gốc này bự nha bạn, gốc này bự bự nha, gốc này 40, 40 là mình tính một gốc thôi, còn tính luôn sát dưới đây là chắc phải cỡ bốn mấy 50 bự. Gốc này dưới đây là bự, tại gốc cái cây dưới đây là nó sẽ dính luôn mà, nó dính luôn nha. Đó, đây. Thấy nó dính luôn ha. Đó, bự, gốc này bự. Dạ đấy, ở đây tôi nói chung bộ đế mình chưa có năng lên thôi. Chứ rải cũng cũng đều bạn. Đây, rải đây. Đây cũng 24 giờ ha. Đây đây cũng rải đây. Đó, rải cũng hai đủ 24 giờ. Đủ đấy bạn. Mà mình chưa có năng thôi. Rồi, mình sẽ đi vòng ha, đi vòng hết trong mai mình cho bạn xem, bữa nay bạn xem cho vui thôi nha. Thì bữa nay cũng nào như hồi nãy mình nói là những cái cây tàn như vậy, cây này chưa đã là lá nhiều rồi bạn. Nhưng bạn thấy những cái cây tàn tàn đứng vậy không? Đó, những cây tàn tàn đứng như nè, đứng như này thường thường nó không có giá trị bằng những cây tàn ngang ha. Đây mình còn cây tàn ngang này. Đây. Đây. Nghe. Đó, những cái cây tàn ngang vậy bạn chăm sóc thời gian lâu năm nó sẽ có giá có giá trị lắm bạn. Phải có nó rất có giá trị nha. Mà đây mai mình chăm nó dư đạm nhiều quá nên nó cành dược quá, giờ cành dược nó không tốt. Đó cái mai nào mà cành phải lá phải khích vậy thì mới đúng là đạt tiêu chuẩn mà. Đó, lá phải ra vậy nè. Lá phải đứt ha. Được đạt tiêu chuẩn, còn những cái cây dược. Thôi mà cây cứ đầu năm cho nó dược thoải mái đi, thì cây nào nó dược quá là bạn sẽ bấm đọt thôi. Rồi giờ mình sẽ chuyển qua bên cái chậu ha. Đây mình cây đây mình chiều mình đã dỡ thêm được một cái nữa là tổng cộng 6 cái, bữa hôm mình nói bạn là 5 cái đúng không? Này mình đã dỡ cái tổng cộng được 6 cái, 6 chậu đây. Cái chậu giờ hai khuôn quần đang lắp đây. Rồi còn cái chậu này mình đã không thành công ạ. Mình làm cái miệng đây, nhưng mà chiều mình đục đá ra được, mình lấy được cái phần trong ra rồi. Còn ngoài đục đá ra đó không ra, được biết bậy luôn cái chậu luôn. Bậy luôn. Giờ mình tính để y cái vỏ ngoài vậy luôn ha. Cái vỏ này mình cũng đã đục còn bậy luôn ha. Này đục bậy luôn mình lấy ra luôn. Đó, mình cũng là lật ngược cưa và giờ lật ngược cái mặt chậu này lên. Đó, cái chậu nó thì nó nằm dày đúng không bạn? Nó nằm dày đúng không? Này nằm dày. Mình đã cưa đây là mình lật ngược lên và dán keo là ổn định chắc cú luôn, gõ từ chiều nhưng mà nó không bung được keo luôn. Trước khi dán bạn sẽ chà lấy nhám chà sơ và dán nha, luôn cái dây điện này nha. Cái dây điện này còn phải lấy nhám vuốt là bằng dán keo 52 vô thì nó sẽ chắc cú như nè, không bao giờ xúc. Nhiều điều lấy ra rất khó lấy. Tại mình không có cái thế để không có thế để cầm để ụp xuống mà. Mình đã dỗ riết nó đi hết một bên. Giờ cuối cùng không thành công. Giờ mình quyết định ngày mai sẽ lấy xi măng chấm phần này là y như bên đây. À, chấm là y như đây sẽ để luôn cái chậu mũ này luôn, không dỡ luôn, để luôn để làm để luôn cái chậu mũ luôn ha. Chờ sẵn chậu mũ nó có cái lỗ rồi để luôn, để luôn làm đấy. Bây giờ mình còn đủ hai bộ mà, còn đủ hai bộ thì đổ tiếp ha. Mai sẽ làm đổ tiếp hai cái thì cứ làm cứ bữa hai cái thôi, cứ làm vậy ha. Cứ bữa hai cái làm gì tới Tết thì 365 ngày mà trừ cho 2 tháng thì còn 60 ngày rồi còn 305 ngày thì có bèo lắm cũng phải làm 150 cái 300 cái đúng không ạ? 300 cái đúng ngày là 2 cái. Mà nó giỡn cho bạn vui vậy cho vui thôi chứ đổ phải 2 ngày mới dỡ lên được đằng đằng. Mà hô 24 tiếng chứ thực tế phải 2 ngày 48 tiếng mới gì mình mới dỡ các bạn. Mình dỡ thì nó sẽ chắc cú hơn là mới có 12 tiếng ha. Đây mình còn hai cặp mình sẽ làm. Ủa mà nó sẽ đã hơn là 24 tiếng đúng không? 24 tiếng thì nó sẽ không. Rồi giờ còn thời gian sớm mình sẽ đi dạo mới vừa mai con mình ha. Bữa hôm mình cũng bán cho thằng em ở dưới thành phố quận 5 thì bán cho anh em nó hai cây mai gốc như cỡ như vậy ha. Gốc bự hơn cỡ vậy bạn, bắt gốc bự như vậy. Để mày phôi mình mới bứng về luôn thì mình cũng đã trồng vô chậu vậy, bán cho em nó luôn cái chậu vậy là mình bán cho năm em nó 50.000 cây, mình bán 2 cây 100.000 mình tặng cho thêm cây là 3 cây. Mà không biết cô em nó trồng lên chưa chứ mình đây đã lên mà đây. Đây mà thấy đâm xanh luôn nè. Đây thì không biết em nó lên chưa chứ mình đây mình đã lên hết rồi mà thấy không đó. Thì các bạn cứ trồng theo cái cách của mình chắc cú ha. Đó mà thấy đã đâm xanh không đó ha. Thì trồng theo cách của mình thì mình trồng
Nói chung mình bứng đi về đi xa, mình cũng bấm hết, mình không có chơi để rễ để mầm để nhánh hết đó. Không không để miếng đất hết á. Về vỗ sạch ra và bấm lại trồng hết thì cũng đã được thành công đúng không bạn? Đã thành công thì các bạn nào yêu mến mình theo kênh dõi kênh của mình thì trồng, nếu mình thành công các bạn cũng phải thành công đúng không? Thì mình trồng đất này kia mình trồng mình sẽ chia sẻ bạn, mình không có cái này lên ha. Mình thấy mình lên không? Lên thương không? Đó. Quá trời nhú luôn ha. Thì những anh em nào yêu mến mình làm theo cách của mình thì mình bảo đảm anh em là phải Tết sẽ có mai được, có mai cho Tết ha. Tết sẽ có mai cho. Thì, đây cây này cũng nước các bạn. Mà nhìn cái cảm giác nước thấy rất vui à. Đó. Mình sẽ quan sát mình xem nào. Có thấy cái cảm giác nước không? Đó nó nè. Để mình quan sát. Nó nhú kia, nó nhú ra là nước cái vỏ rồi mình thay nhìn thấy luôn, nó chưa đâm mầm mầm xanh ra mình nhìn thấy nước bạn. Đó, nước phù vỏ lên. Thì nó đã cũng đã lên ha. Mấy cây này cũng đã lên. Thì nói cho vui vậy thôi chứ thực tế mình trồng đây mình cũng được hỏi mình mua 26 cây gì cũng còn 3 cây đây bạn. 3 cây đây. 3 cây đây nó vẫn đầu nằm trơ, nó chờ không biết chờ gì đây. Nó chờ đi nhìn nữa. Bạn thấy rất xanh đúng không? Đó, trồng còn rất xanh rất đẹp. Không biết nó chờ cái gì đây. Thì hôm mình cây này bạn. Cây này thì đã lên rồi. Cây này đã cũng lược chứ mấy em đó cũng nằm chờ thời tiết mưa hay gì đó. Mà nay đã đâm đẹp rồi nè. Còn cây này cũng đã đâm bạn. Đây. Đây, cây này cũng đã đâm ha. Cây này cũng đã đâm được mống 22 mống rồi. Thì nói chung cũng còn 2 cây bạn. Còn được 2 cây, còn 2 cây hai em này nó đang chờ đi như để cho chùm lửa. À. Thì nó không lên thì mình đi chùm lửa thôi. Giỡn cho chọn vui thôi chứ mấy cây mai này khó chết lắm bạn. Nếu nó mà chậm lên thì bạn cứ bình tĩnh và yên tâm, cứ để trong mát đi. Chậm rễ thì có cái nhiều cây nó dạng tình trạng y dạng bạn làm sốc rễ nó hoặc nó khô quá, người ta cho Tết khô quá đó. Mình mua về nó sốc nó sẽ không lên, chờ đi. Thì mình tính đến nay là như ta cỡ 1 tháng cỡ 40 ngày rồi, 50 ngày rồi bạn. 40 ngày rồi. 40 ngày rồi cây này. Đây, em nó đã 40 ngày chưa có thấy mùa xuân nè. Còn vàng bên kia nãy mình quay cho các bạn xem đó, đó cũng là trồng lược với mấy em này nha. Cũng lược với mấy em này. Bây giờ còn là bốn em thì hai em đó cũng đã chịu thức dậy đi tắm mưa rồi. Còn hai em này còn đang say ngủ. Đó. Thôi clip mình bữa nay mình sẽ kết thúc ở đây nha. Bữa nay mình quay vườn mai nói chuyện cũng hơi tào lao nhảm nhí mà cho các bạn vui. Cũng lâu lâu cũng tranh thủ làm clip cho các bạn xem thôi chứ cũng không có chương trình gì mới mẻ trong mấy tháng này. Cái này chỉ phân bón chủ yếu là đạm và thuốc trừ sâu, bọ trĩ, nấm hồng, lý sắt, thì thắng thư gì đó. Mưa xuống là nói chung là xịt các loại rầy này kia đâu xịt đủ bạn. Thì bạn cứ pha vô chung nha, hết đi. Pha xịt vô cái mình sẽ chăm sóc nó cho nó lên đẹp thôi. Đó, cái mình bạn thấy cái này mình đi đá luôn, mình thấy bán cho anh nó hai cây này, cây đó, hai cây này đẹp nhất trong vườn mình bán hết rồi. Có hai cây này đẹp nhất trong vườn. Mình lựa cho anh lựa mà mình anh chưa tới chỗ mình luôn, mình chụp hình mình lựa hai cây đẹp nhất cho được anh luôn. Đó, lựa hai cây này. Hai cây này mình bán cho giá anh là 5,5 triệu tại chỗ nha. Chuyện vận chuyển là tự anh chịu nha. Ví dụ anh có đem xe qua em bớt cho anh 100-200 ngàn tiền xăng. Còn như tiền xăng là anh chịu thôi. Đó, hai cây này lên rất đẹp rất tốt mà. Này là hai đặc biệt, hai cây này là giỏ lá gai hết chứ bạn. Giỏ gai vườn mình thì 16 cây hình như có được 8 cây giỏ lá gai phải. Anh lấy hai cây còn được 6 cây. Đây mình sẽ qua đây bên này mình thấy có cái bông một sót ở đây, mình sẽ qua cho bạn xem bông ha. Bông này mưa tàn bạ rồi, mình sẽ cho bạn xem cái bông ha. Lật ra thử bao nhiêu cánh ha. Mưa tàn tơi tả, hai đến tay mình lấy cánh này nè. 2, 4, 6, 8, 9, 10 cánh bạn. 10 cánh cái ông này còn lật luôn ha. Xem nào, rụng hết rồi. Cánh này cánh nhỏ, cánh mai này mai gì mà cánh nó kỳ ta. Cũng 12 cánh nha bạn, 12 cánh mà bạn thấy cái cánh nó không có tròn ha. Nụi rất đẹp đây. Nụi nụ. Hay là chờ mưa mới nữa. Nụi rất đẹp. Nụi bự vậy bá. Đó, thì hên quá bữa nay đã lâu lắm mới thấy sót, mới thấy được cái bông mai. Lâu lắm mới thấy được cái bông mai cây này. Thì cây này Tết thì cũng ra chợ bán, nói chung bao nhiêu đây Tết mình sẽ đem hết ra chợ bạn. Chợ bán luôn. Cây này thì cũng có hoành cỡ 20 mấy, tay mình nắm vô, bạn thấy tay mình nắm vô, tay mình hơn 20, tay mình bự nhỏ nhỏ vậy bự nha, hơn 20 nắm vô thì nó còn khúc, còn khoảng chừng 2 lóng tay. Cây này nói chung cũng tương đối tàn, mình đa số đợt mai này là đợt này là mình lựa toàn là mai
tàn đều, tàn đều tròn không, chứ không phải là như không lên vậy bên đây có tàn kia không tàn nha bạn. Mình lựa toàn đa số là tàn đều hình thông, mình về mình cắt thời gian hình thông hết. Còn những cái đọt trên cao này nó vừa quá thì búng nó đi, bấm những cái đọt này cho nó không phát triển, cho nó phát triển cái đọt cái gì bạn. Cái đọt này là cái đọt cái ngọn này nha, cái này là cái ngọn này, cái là cái loại là cái là cái ngọn ngọn đỉnh đó nha. Ngọn này là đây là cái ngọn đỉnh này nha. Đó, những cái này mấy cái này phải bấm bớt nó cho nó phát triển ngọn đỉnh nha. Cái này mà để nó quá còn cái ngọn đỉnh nó không ra. Rồi còn ba nhánh nó đi, nó ra buốt buốt đầu hết cho cái đọt này nó phát triển nha. Nó có được cái đỉnh nha. Chồng mai mà không có đỉnh là họ không mua đó. Rồi mình sẽ kết thúc clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình nha. Cảm ơn các bạn là đã luôn ủng hộ kênh của mình. Xin mình xin chào bạn. Bữa nay đi hội quơ các bạn xem chút mặt đã luôn. Rồi xin chúc bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào bạn.